Ok, hai các bạn, nhưng các bạn đã quay trở lại với Dragon Fitness. Rồi video này tôi sẽ lý giải và giải thích cho bạn cái vấn đề là mỗi tuần nên cardio mấy lần. Rồi khi mà tôi nghe các bạn nói về cái vấn đề cardio thì điều đầu tiên tôi hiểu được là bạn cần muốn, đó là điều việc bạn cardio để giảm mỡ bụng. Đây, mỡ bụng là cái lớp này nè, khi bạn đứng gì bạn kéo nó ra nè, cái lớp này nè. Nếu mà nó dày hơn như thế này nghĩa là mỡ nó nhiều. Còn cái này là cái cơ bụng nè, đó. Cái này là khối cơ nè, cơ nè, cơ nè, đó. Bạn nào cơ nè, cái này còn hơi cỡ 12%, 11-12% mỡ. Rồi, khi vậy, như vậy khi mà bạn cardio đủ nhiều và hợp lý, bạn sẽ giảm được mỡ bụng, nó khá là dễ. Rồi, cardio là một cái từ viết tắt của việc là tập luyện tim mạch của bạn nằm ngay bên này, bên trái nha. Nghĩa là những bài tập đó nó sẽ làm cho bạn mệt theo kiểu là mệt sức bền, chứ không phải là mệt cơ bắp như khi bạn tập cuốn tạ hay bạn tập đẩy vai các kiểu. Những khi bạn cảm thấy không, những khi có những khi mà bưng tạ nặng lên nó rất là nặng, bạn tập bạn có thể kéo cỡ 30 giây đến 40 giây, cỡ 10 đến 15 cái là bạn mỏi đến mức bạn không thể tập nổi nữa, mặc dù hơi thở của bạn nó chưa bị thở dốc. Không tin bạn có thể lấy ngay cục tạ đơn bạn kéo lên, như vậy gọi là tập tạ ha. Còn nếu mà bạn lựa chọn một cái cục tạ nó nhỏ hơn, tôi ví dụ như cái cục này, bạn đứng bạn làm gì? Rồi, như vậy chúng ta gọi là cardio, đơn giản dễ hiểu. Nghĩa là cardio là những cái động tác làm sao mà cái tim mạch của bạn nó hoạt động nhiều. Như vậy một tuần nên tập mấy lần? Có một vấn đề là nếu mà bạn tập cardio mà theo sức bền á, mà càng ngày càng nhiều thì cơ thể của bạn nó sẽ dễ dàng nó giảm mỡ, nhưng nó lại, bạn hình dung như vậy, bạn chỉ có một cái bình năng lượng. Nếu mà bạn dùng hết cái phần năng lượng đó cho bạn của bạn để bạn tập cardio, cơ bắp của bạn nó sẽ khó đạt cái độ săn chắc như thế này, nó khó đạt những cái khối cơ. Như vậy thì quá trình xây dựng cơ của bạn nó sẽ bị yếu đi, bởi vì bạn đã bung hết sức cho cái việc cardio rồi. Trừ khi là bạn là vận động viên, bạn ngày bạn ăn 7-8 bữa, dinh dưỡng bạn cực kỳ cao, thì bạn có thể phân bố một buổi bạn tập riêng cardio, một buổi bạn tập riêng với tạ, và bạn phải có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cũng như ăn uống. Còn nếu mà như vậy thì trong trường hợp đó bạn có thể tập cardio 6 ngày trong một tuần không vấn đề gì hết. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là bạn bình quân mỗi người không phải như vậy. Ví dụ bạn đi làm công việc văn phòng bình thường đi, bạn sẽ rất là bận rộn, một ngày bạn chỉ có đôi khi 30-45 phút để tập luyện. Và trong cái trường hợp đó nếu mà bạn dành cả 30 phút để bạn tập cardio thì bạn sẽ không đủ sức để bạn tập những cái bài xây dựng cơ bắp để bạn trở nên săn chắc khỏe mạnh hơn. Như vậy vấn đề và giải pháp của chúng ta là bạn có rất nhiều phương án lựa chọn. Một là bạn có thể cardio nhẹ nhàng để chỉ làm nóng khởi động, và như vậy chúng ta gọi bài đó là làm nóng khởi động chứ nó không gọi là cardio. Cái phương án thứ hai đó là bạn tập tạ với các khối lượng tập tạ hoặc là những cái bài tập đặc biệt. Cái này là phù hợp với nam, với những người xây dựng cơ bắp nha, nam khác, nữ khác ha. Rồi cái vấn đề nếu bạn đang ốm mà muốn xây dựng cơ bắp, hay là nữ bạn đang ốm mà muốn xây dựng cơ bắp, bạn sẽ ưu tiên những cái bài với trọng lượng nhiều hơn. Ví dụ rồi những cái bài tập bước, những cái bài như squat ha, những cái bài như tập bước, những bài này nó khá là nặng nhưng mà nó cũng sẽ đốt mỡ rất là nhiều. Tuy nhiên là nếu mà bạn xen vào mà bạn dành quá cardio nhiều thì những cái sức bền thể lực bạn sẽ không đủ để bạn tập hết những cái bài tạ. Vậy nên có rất là nhiều trường hợp ha, tôi đang nói về việc rất là nhiều trường hợp, mỗi trường hợp có nên cardio mấy buổi, nhiều buổi hay không, nó rất là phức tạp. Nó phụ thuộc vào việc là thể trạng của bạn, lịch tập của bạn, chương trình của bạn và khối cơ của bạn, cũng như là hình thức của bạn bắt đầu. Ví dụ với một người nặng cỡ 80kg mà mặc dù họ chỉ cao cỡ 1m6 thôi, thì nghĩa là những bài tập phù hợp với họ là những bài chuyên về cái hình thức thể lực, ví dụ như jumping jack, clap jack, chạy nâng cao gối, chạy gót chạm mông. Những bài tập đó là những bài thuần túy về cardio, nó giúp họ tim mạch của họ hoạt động mà họ không bị mỏi cơ quá cỡ, và họ có thể kéo dài buổi tập ra cỡ 45 phút, hoặc chạy bộ, nhảy dây. Những bài tập đó sẽ giúp họ giảm mỡ và mau chóng lấy lại vóc dáng, giảm cân và đạt được mục tiêu tập luyện dinh dưỡng, mục tiêu tập luyện của cơ thể của họ hơn. Tất nhiên là họ phải kết hợp đều với dinh dưỡng. Tuy nhiên là nếu mà bạn tập từ 80kg bạn xuống 60kg rồi, lúc này cơ thể của bạn săn chắc hơn, thì những bài tập cardio đó nó sẽ đôi khi không còn phù hợp lắm với bạn. Bạn sẽ phải chuyển qua việc là bạn phải tập với tạ nhiều hơn. Những bài như cuốn tạ, đẩy vai, deadlift, squat với thanh đòn, cầm tạ đơn bước, thì những cách tập và những bài tập như vậy nó làm cơ thể của bạn săn chắc hơn và sở hữu khối nhiều khối cơ hơn. Vì tại sao những người mà mỡ quá nhiều lại không bắt đầu vào ngay tập tạ,
Bởi vì là khi đó cái tim mạch của họ yếu, chúng ta còn phải xây dựng cái nền tảng thể lực tim mạch trước, rồi sau đó chúng ta mới đến cái quá trình mà xây dựng cái khối cơ. Nên nếu mà những người như vậy, tại sao những người ốm lại có thể bắt đầu vào cơ hay không? Bây giờ bạn thấy nó có rất nhiều vấn đề thật sự là cực kỳ rắc rối trong vấn đề tập cardio này. Nên tôi không thể trả lời chính xác là mỗi tuần nên tập cardio mấy buổi, bởi vì còn phụ thuộc rất nhiều vào việc là thể trạng của bạn. Có những người ốm mà họ quá yếu thì họ cũng phải là bắt đầu tập cardio. Nếu có người ốm nhưng mà họ đã quen tập thể lực cardio cường độ cao, chúng ta cần phải cho họ thực hiện những bài test. Và đó là lý do tại sao trong chương trình tập luyện online với huấn luyện viên Đài Long Fitness của tôi, thì tôi luôn luôn bắt bạn thực hiện rất nhiều bài test và thay đổi cho bạn chương trình tập luyện thường xuyên nha. Thật sự cái vấn đề đó rất phức tạp. Ví dụ người ốm, phải chúng ta phải biết được sức mạnh cơ bản của họ và khối lượng cơ bắp của họ, thể lực của họ, chức năng tim mạch của họ, sức họ tập như thế nào, chúng ta mới có thể phân bố được một tuần họ tập cardio mấy buổi, hoặc là bao nhiêu phút, hoặc là bao nhiêu bài, hoặc là cái lượng bài tập chúng ta xen kẽ với việc tạ hay như nó. Vấn đề đó vô cùng phức tạp. Còn với người bình thường, nếu mà bạn không có nhiều sự lựa chọn, thì mỗi tuần tôi khuyên bạn nên cardio khoảng tầm 2 đến 3 buổi một tuần. Tất nhiên là bạn chỉ cần cardio ngắn thôi, cỡ 20 phút, hãy lựa chọn việc là chạy 1 km trong 6 phút thay vì, và hai lần như vậy, hoặc là chạy dưới 6 phút thay vì bạn đứng trên lên cái máy chạy bộ, bạn la kè, bạn đi bộ nửa tiếng đồng hồ. Thời gian là có hạn và năng lượng trong cơ thể của bạn cũng có hạn, hãy sử dụng nó để xây dựng một cái bài tập tốt nhất và phù hợp nhất cho bản thân bạn. Rồi, ok, chào tạm biệt các bạn nha. Bạn hiểu vấn đề của tôi chưa? Nếu chưa hiểu, inbox fanpage hỏi tôi tiếp nha.